Lại là một siêu phẩm anh chị ơi. Một vườn cà phê cực kỳ đẹp anh chị nhá. Tổng diện tích là 2 hectare rưỡi, trong bìa sổ sách đầy đủ anh chị ha. Phun cà phê như thế này, trong đó thì có khoảng tầm 2.000 cây cà phê phun như thế này. Và còn lại là những lô đất trống trồng đang trồng tiêu và có một ít đất trống anh chị ha. Phun cà phê đẹp như thế này. Hiện tại đây là cà phê kinh doanh anh chị ha. Nguồn thu cực kỳ mạnh trên đất này. Thu mỗi năm khoảng tầm 5 đến 6 tấn cà phê nhân anh chị nhá. Rất là đẹp. Đó. Tổng giá trị như vậy thì chủ nhà đang nhờ bán rất là rẻ thôi anh chị ha, khoảng tầm 55 triệu một sào thôi anh chị nhá. Giá rất là rẻ mà phun cà phê, nguồn cà phê như thế này. Hiện tại vị trí này là xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Chất đất là chất đất mỡ gà. Ngay khu dân cư anh chị nhá, ngay khu dân cư. Đường xe ô tô bán tải vào tận nơi anh chị nhá, xe con cũng được anh chị ha. Đó. Phun nguồn kín cà phê như thế này. Đó. Tổng diện tích 2,5 hectare. Phun sổ, phun cà phê và đất tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, ngay khu dân cư anh chị ha, nguồn thu cực kỳ mạnh. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi từng chi tiết để cho anh chị xem để đánh giá chi tiết của lô đất này, những vị trí đẹp, xấu và những vị trí đất trống, những vị trí trồng tiêu và các vị trí ao hồ, máy móc tưới đầy đủ anh chị nhé, để cho anh chị có một cái nhìn nhận tổng quan và mình có khả năng đầu tư được hay không. Và chúng ta có đánh giá khách quan nhất để chúng ta biết được chi tiết của lô đất này. Rồi, chúng ta sẽ đi chi tiết bên phía cà phê trước anh chị ha. Và chúng ta đi trên phía trên con đường để chủ nhà đi lên đây để đi làm. Và chúng ta đi ra ngoài phía đường này anh chị nhé. Đây là cái con đường mà chủ nhà cắt qua ngang qua rẫy anh chị ha. Cái đường này á là đường để chủ nhà cắt ngang qua rẫy mình và để đi chợ phân, chợ đồ. Và thế đất này ở trên đoạn này á thì nó lai lai, nhưng mà chủ nhà họ làm đường lên đây để chở phân, chở đồ máy móc lên đây rất là dễ này. Và trên này thì có một ít đất trống như Trọng nói ban đầu, là họ có trồng tiêu, sầu riêng. Và họ đang trồng cây xanh như vậy để trồng tiêu anh chị ha. Như bên đấy là cà phê thiếp. Và chúng ta vòng lên đấy một ít như vậy, ráp cao su của người ta bên trên kia nhé anh chị nhé. Ráp cao su trên kia là họ đang trồng tiêu. Đấy. Bên dưới này á thì nó là trồng cà phê. Họ trồng cà phê như thế này anh chị ha. Đây. Đó. Nó bắt đầu từ phía chỗ cái đường này anh chị ha, vòng ra bên đó, vòng ra. Và chỗ dưới nà đó thì họ đang trồng lại cà phê mới anh chị ha. Một ít nà dưới đó. Ngày xưa là làm ruộng nhưng mà bây giờ người ta đang trồng cà phê con, cà phê nhỏ. Đó, đất rất là bằng nha. Thế đất ở dưới đó thì rất là bằng. Và anh chạy video anh chỉ có thể làm nhà làm cửa dưới đó thì rất là ok. Mà có sẵn hai cái ao, mình quay chi tiết ở trên này thì tổng thể trên này cho anh chị xem trước ha. Đó, cái ao dưới đó. Xíu nữa mình sẽ xuống dưới cho anh chị xem bên phía mặt dưới. Và chúng ta sẽ nhìn thấy tổng thể bên mặt dưới anh chị ha. Chi tiết như vậy. Đó, nó vòng qua bên ngọn đó và vòng lên đây. Đó, phía đây này. Và anh chị bên trên này thì họ đang trồng ít tiêu này. Đó, bên cà này thì anh chị đi thì anh chị thấy rằng gia chủ họ làm rất là kỹ càng anh chị ha. Họ mới cắt cành xong này, nhưng mà rất là đẹp này anh chị ha. Tính ra nếu mà những cái dòng cà mà những đám rẫy khác mà họ mà thu rồi á thì nó không được xanh mướt như thế này đâu anh chị nhá. Đám này thì cực kỳ tuyệt vời luôn, là tại vì chủ nhà họ chăm và họ làm rất là kỹ anh chị ha. Cái khu này á thì lại chưa có điện anh chị ha. Hiện tại họ đang tưới bằng máy nổ nhá. Đấy. Đây. Đây. Như bên này thì họ đang bờ ranh đến đây này. Rồi mình xích ra bên này bờ ranh này một xíu cho anh chị xem ha. Đây. Bờ ranh nó thẳng xuống này xuống anh chị ha. Bụi tre này là của nhà khác, bên này thẳng xuống và cà phê thế này. Họ thẳng lên đây, theo bờ ranh này lên. Đó, bên nhà này thì họ đang trồng cái tiêu, cây xanh để họ trồng tiêu anh chị ha. Cà phê thì cũng rất là đẹp này. Đấy. Lô này thì rất ok anh chị ha. Trước tiên mình thì có sẵn hơn 1.000 cây, gần 2.000 cây cà anh chị ha, gần 2.000 cây cà như thế này để anh chị cho thu hoạch và có cho thu hàng năm. Còn lại mình có một ít đất trống đang trồng tiêu như thế này á, thì anh chị đây bắt đầu mình đầu tư vào cây tiêu và cây sầu riêng anh chị ha. Những cây sầu riêng nhỏ nhỏ này, đó, họ đang trồng vào năm thứ hai rồi, đó, nó họ xen vào sầu riêng hết rồi nha anh chị nhá, nhưng mà có đang trồng cả tiêu vào đấy hết rồi này, đó, đây là đất trống. Thì phía cái nguồn thu của mình thì có cây cà như thế này rất là đẹp ha. Đấy. Bên dưới đó thì lại có một ít đất trống nữa.
từng chi tiết hết anh chị nhá. Đường này thì đường để đi lên cho chủ nhà chở máy móc lên, chở ống lên để mình tưới anh chị ha. Đó, có những cây sầu riêng để họ mới trồng năm ngoái này anh chị nhá. Đám cà phê rất là đẹp này. Cái đường này thì bên tay trái là để cho họ trong này cũng rất là hay anh chị ha. Tuy rằng đất trống nhưng mà họ đang chừa để trồng sầu riêng. Có những cây sầu riêng nó to thế này rồi anh chị nhé. Đây. Ha. Đấy, trong này thì có cây tiêu cao thế này, to thế này. Bắt đầu năm tới anh chị có thể thu bói rồi anh chị ha. Đây. Bên này cà phê này. Rồi mình đi chi tiết qua bên này một xíu anh chị ha. Có thể là video này nó sẽ khá dài anh chị nhé. Tại vì những tổng diện tích như vậy thì Trọng cũng mong muốn rằng là đưa những chi tiết đầy đủ nhất cho anh chị xem. Đó. Bắt đầu vào đây là cà phê của người ta tiếp này. Anh chị sẽ nhìn thấy tổng thể nhất khi mà mình đi xem sẽ được việc luôn, chứ không phải là mất công mất việc của anh chị nha. Đây. Rất là đẹp anh chị nha. Nguồn thu cực kỳ mạnh anh chị ha. Thế đất thì nó cũng thoải dốc anh chị ha, cũng không phải bằng 100% đâu. Nó chắc chắn là sẽ có dốc anh chị nhá. Nhưng mà những chỗ dốc này thì cà phê rất là đẹp này. Tại vì đất là như vậy á thì bắt buộc nó phải hơi lài lài, thì thế đất như vậy thì cà phê nó không mới không bị úng và cà phê nó rất là xanh. Ha. Đó. Những cây này họ hái xong mà họ chưa cắt canh này, nhìn thấy nó cũng trơ trọi nhưng mà cũng rất là xanh này anh chị ha. Mình nhìn như vậy là biết giờ là chủ nhà họ chăm mà họ bỏ phân rất là kỹ. Còn cái đường này là tách đôi giữa hai đám rẫy ra anh chị ha. Tách ra hai bên. Để cho họ đi làm, họ đi bằng xe càng đi lên đây anh chị ha. Họ chở phân hoặc là họ kéo qua hai bên này này. Khi họ hái cà họ sẽ kéo qua hai bên này để mình thu hoạch cho nó dễ anh chị ha, hoặc là họ đi ở đường ống ở dưới này mà họ còn tưới bên này hoặc là tưới bên này. Nó sẽ kéo ngang qua kéo lại thế này. Đó. Ở dưới chúng ta nhìn từ trên xuống thì chúng ta nhìn thấy hai cái ao luôn của nhà này luôn. Đó, từ bờ này vòng qua đó vòng qua đó. Dưới cái sình đó, dưới cái đó là họ đang trồng hết rồi. Họ cuốc làm trồng hết rồi. Đó, cái ao lớn này. Đó. Bên này một cái ao nhỏ này. Đấy. Và trên này anh chị sẽ nhìn thấy tổng thể của cả lô đất này. Nhìn từ trên xuống này, nhìn một đám màu xanh mướt anh chị ha. Rất là đẹp anh chị nhá. Đó. Rồi, bây giờ mình tính cái khoảng cách anh chị ha. Nếu mà cái khoảng cách này á mà anh chị ra chỗ Ủy ban xã Nam Nung á thì khoảng 8 cây anh chị nhé. Còn chỗ này mà anh chị ra chỗ ba tầng á thì khoảng hơn C1 cây thôi. Xem C1 cây thôi anh chị ha. Đó. Mình không đi ra ngoài đường mà mình đi qua trong này cho anh chị xem tổng thể của cà phê cho nó đẹp anh chị ha. Từ cái vị trí này á thì anh chị nhìn ra anh chị sẽ nhìn thấy khu dân cư này anh chị ha. Rất là đông này. Cách bán kính này đó, cái nhà máy thái đầy đủ hết này. Đó. Rất là đẹp anh chị nhé. Những vị trí này nhìn xuống rất là đẹp. Và thế đất cũng thoải thôi anh chị ha. Thoải như vậy. Đó. Giúp cho anh chị làm có nguồn thu cực kỳ mạnh ở trên này. Đó. Rất là đẹp anh chị ha. Rồi, mình sẽ đi nhanh một xíu ở đoạn này anh chị ha. Đây. Đó. Đó, bên trên này mình nhìn xuống dưới sẽ tổng thể hết bên sát nhà dân bên đó này, nhà dân này. Đây là đất khu dân cư anh chị ha. Này gọi là vườn chứ không phải rẫy đâu anh chị nhá. Đây là đất vườn, anh chị có thể mua làm nhà làm cửa ở khu vực này và anh chị phát triển kinh tế ở đây cũng đều được hết anh chị ha. Một có một cái nguồn thu cà phê rất là mạnh như thế này. Đó. Rất ok nhá anh chị nhá. Mình đi qua trong này anh chị sẽ nhìn thấy tổng thể hết. Và mình đi như vậy thì mình thấy đám cà phê này á họ cũng trồng như vậy, họ chăm rất là kỹ nhá anh chị nhá. Đều đến 90% anh chị ha. Đều 90%. Đấy. Như họ thu rồi mà cà nó còn rất là xanh. Đó. Ra đây thì anh chị thấy những cây sầu riêng này, họ chăm lại những cây sầu riêng này, họ xen vào và họ sẽ có nguồn thu ở trên sầu riêng anh chị ha. Và hiện tại có những cây tiêu cũng rất là lớn và đang có cho thu rất là lâu rồi anh chị nhá. Đó. Phía này anh chị đi thấy này. Đó, bên này cũng có sầu riêng anh chị ha. Họ có xen như vậy. Đó. Những cây tiêu thì họ mới rong này. Đó, anh chị rất là đẹp anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống bên phía dưới cái ao để cho anh chị nhìn nhận bên phía dưới luôn anh chị ha, để chúng ta có một cái nhìn thật đầy đủ và chi tiết để chúng ta có khả có quyết đoán trong quá trình mình đầu tư hoặc là mình có thể đi xem. Đó, trong này này ha. Rồi, các vị trí rất là cụ thể anh chị nhé. Hôm nay giờ này thì buổi trưa rất là chói, có thể anh chị nhìn thấy video sẽ không được
ký lắm anh chị ha. Đây, rất là đẹp. Để chỏng qua bên dưới cho anh chị xem luôn ha. Bên dưới chân này, để cả cho anh chị xem bên phía dưới này. Và khi mà chúng ta xem những cái video này xong á, thì anh chị sẽ quay xem cái video ở trên cao luôn, để anh chị có nhìn nhận tổng quan ở trên trời luôn anh chị ha. Đây. Bên dưới này rất là ok. Đó. Cái đường này á, là một cái đường băng để cho anh chị có thể là đi kéo cà hay chở xe cam qua đây. Đó. Bên dưới này là vừa đường băng, vừa là cái ao, vừa nuôi cá, anh chị phát triển kinh tế về ao. Còn bên này vừa cà phê anh chị ha. Cà phê cũng đều này, rất là đều anh chị ha. Rất là đều nhá. Gần 2000 cây cà phê. Thấy chủ nhà bảo là tầm khoảng 2000 cây cà, hơn cái 2000 cây cà anh chị ha. 2000 cây cà phê như thế. Đây là cái ao phía bên dưới nha, cũng là một phần của lô đất này. Đây, cái đường đi thì như thế này, đường xá ô tô thoải mái, rất là đẹp anh chị ha. Bên này cũng có những cái ao rất là đẹp của bên hàng xóm này. Đó. À, mình đi bên dưới này á, là để cho anh chị thấy cái mặt bên phía dưới này, chi tiết bên dưới này nha. Đây, cái ao của nhà chủ này. Nước tưới ở đây thì quanh năm suốt tháng không cạn anh chị ha. Đấy. Bên phía dưới thì rất là bằng anh chị nha. Đấy, thấy chưa? Có hồ rất là đẹp này. Anh chị làm một cái nhà vườn ở đây ha. Anh chị có thể làm một khu vui chơi nhà vườn ở đây thì cũng rất là đẹp, và chỗ này thì rất là bằng. Và bên trên á, thì mình nhìn ở bên dưới này á, thì mình sẽ nhìn thấy tổng thể anh chị ha. Đó. Thì nếu mà mình nhìn từ dưới này lên thì anh chị sẽ hình dung được cái lô đất này. Đấy. À, bắt đầu từ cái bụi lê đó anh chị ha, vòng thẳng lên. Đó, vòng thẳng lên bụi lê đó. Đó, lên trên đó là cà phê này. Thì cà phê ở đây thì khoảng tầm hơn 2000 cây anh chị ha. Đấy, đó vòng đây. Anh đây. Anh chị vòng ra đây. Đó. Đó. Và vòng xuống đây và mình phía cái ao này lại này. À. Còn bên trên á, chỗ anh chị nhìn thấy xa xa đó á, là có những hàng cây đó á, là người ta đang trồng tiêu nhá. Tiêu thì bắt đầu chuẩn bị qua gần phủ chủ rồi anh chị ha. Thì những cây tiêu đó thì họ mới trồng, thì có nguồn thu cũng chưa được lắm anh chị nhá, nhưng mà bắt đầu cho thu anh chị ha. Còn bên dưới này thì chủ nhà đang báo là hơn 2000 cây cà anh chị nhá. Cà phê là cà phê kinh doanh hết này, mà chất đất này thì là đất đỏ hết, à đất mỡ gà hết anh chị nhá. Ở dưới này thì có ao hồ, mọi thứ hết đầy đủ hết anh chị ha. Nước tưới và họ để lại ống tưới anh chị nhá, nhưng mà máy móc thì họ đi theo xe càng, cho nên là họ không cho máy móc anh chị ha. Ống tưới đầy đủ nhá. Như bên này này, có cà phê này, bên dưới này. Đó, bên này họ đang dặm lại cà phê này, anh chị ha, đang trồng lại cà phê và họ làm những đường mương này. Nếu anh chị mà trồng ở trong này á, mà những cây vườn vại, vườn nhãn á, thì ok hơn anh chị ha. Thì này, cái cà phê á, thì có khả năng không đạt bằng những cái cây đó đâu. Và anh chị có thể trồng sầu riêng anh chị nhá. Đấy. Đó, cà phê này. Ao hồ của người ta này anh chị ha. Có hai cái ao, và dưới này ngày xưa á, nó là một cái nà, cái sình á, người ta gọi là cái sình á, thì họ móc đất lên và bây giờ thì đang trồng cà như thế này. Thì đây là trong tổng diện tích của cái đám này thì có một phần như vậy anh chị ha. Bên dưới này thì mình sẽ nhìn thấy này, nó bọc theo cái đường đó và họ trồng theo những hàng dừa như vậy này. Đây họ cũng có mục đích là sau này làm một cái nhà vườn đấy anh chị ha. Nếu mà tổng diện tích mà 2 hectare rưỡi như thế này á, thì họ bán với giá như thế này thì rất là rẻ anh chị ha. Khoảng 52 đến 55 triệu một sào thôi anh chị ha. Mà trong khu dân cư như thế này thì quá là rẻ luôn anh chị ha. Đấy, anh chị nhìn thấy không? Nhà dân này, mà nhà mái thái đầy đủ hết. Khu dân cư anh chị ha. Đó. Đây là một phần anh chị sẽ nhìn thấy, hình dung ra khu này. Đó, tổng diện tích như vậy. Và bên này, anh chị thấy không? Bắt đầu từ đó, anh chị kéo lên nha. Kéo lên trên đó, kéo lên trên đó ha. Anh chị kéo lên. Đó. Cái chỗ này á, thì sổ sách đầy đủ anh chị ha. Nhược điểm và ưu điểm của cái lô đất này thì nó là như thế này. Hiện tại vô đây á thì rất là dần gần khu dân cư, những điểm tốt như thế này. Và ở đây á thì đất này thì nó hơi lài lài lên, cho nên là nó khá nguồn thu ở trên đoạn trên kia á, thì không được tốt lắm anh chị nha. Đó. Nhưng cái nguồn thu ở trên phía trên đó họ mới trồng tiêu cho nên là chưa đạt lắm anh chị ha. Cho nên là các anh chị sẽ phải chăm lại cái nguồn thu trên đó. Ở trên này thì có một ít cà ở đây thì khoảng tầm 2000 cái cà ở đây thì anh chị có nguồn thu rất là tốt này. Dưới này á thì mình có khoảng đất trống để làm ao làm đồ hết, và bên dưới này cũng là đất trống anh chị ha. Cho nên là nguồn thu những nơi này thì nó chưa giúp cho anh chị có nguồn thu liền. Đó. Trong tổng diện tích như vậy thì họ bán giá này cũng là giá tốt, cũng là một cái ưu điểm của lô này anh chị ha. Và vị trí là ngay khu dân cư nhá anh chị nhá. Anh chị mua thì anh chị có thể tận dụng làm nhà vườn homestay hay là làm các mục đích khác của anh chị cũng đều ok hết anh chị nhá. Đấy.
bằng đẹp như thế này thì anh chị sử dụng làm một cái gì cũng được anh chị nhé. Và ao hồ như thế này, nước tưới quanh năm. Nước này mình nhìn thấy đục đục vậy là do hiện tại là nước này nó đọng lại anh chị ha. Họ đang trữ nước để cho mùa này bắt đầu mùa tưới tắm, cho nên là họ phải cần giữ nước để nó đủ nước tưới. Còn nếu họ vào mùa mưa thì họ lại xả nước đi, và họ có cái ống xả đàng hoàng hết anh chị ha. Cái khu này rất là đẹp này. Đó. Nếu anh chị vào đây á, thì anh chị có thể trồng những cái trái cây để cho mình phù hợp, sau này mình có làm mục đích gì đó thì cũng rất ok. Khu này thì sổ sách đầy đủ nhá. Nhưng mà nhà ở khu này á, thì nhà họ ở ngoài kia kìa, thì nó là có đường điện đàng hoàng hết, nhưng mà trong này thì lại chưa có ai có đường điện anh chị ha. Cho nên nhà này họ vẫn đang tưới bằng máy nổ anh chị nhá. Tưới máy nổ. Đó, thế đất rất là bằng. Đó. Một video nó cũng sẽ rất là dài, anh chị xem đến đây á, thì coi như là gần kết thúc video rồi. Và ở đây á, thì xíu mình sẽ vòng lên trên đó lại để chốt cho anh chị một cái. Rồi chúng ta chốt luôn lô đất này anh chị ha. Rồi anh chị có thể đi xem á, thì liên hệ ngay để đi xem và mình đánh giá tổng quan nhất của lô đất này. Những cái đường xá như thế này á, là chủ nhà họ làm để mình đi lại, đi xe càng xe máy này, và rất là bằng như thế này này ha. Mình sẽ tận dụng rất là đẹp. Và trong cái đầu nó thì anh chị có thể đi xe ô tô bán tải vào tận nơi anh chị ha. Xe con thì vào hơi khó, tại vì nó mắc những cục đá và cái xe càng nó đi nhiều quá, cho nên là nó hay gồ ghề, cho nên mình hơi khó. Đó, phía ao ở đây rất là đẹp. Đó, anh chị có thể mua ở đây là vừa làm nhà vừa làm kinh tế anh chị ha, đều được hết anh chị nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chi tiết những phần khác của lô đất này nhé. Mình đi thêm một ít về bên phía cà phê và bên phía tiêu ở phía trên anh chị nhé. Chốt nha anh chị ơi. Rồi, mình chốt lại một cái nha anh chị nhé. Rồi, đám này có tổng diện tích là 2 hectare rưỡi, sổ sách đầy đủ, phun cà phê như thế này, sen tiêu và có một ít đất trống anh chị nhé. Có hai cái ao, chủ nhà tặng máy móc, tặng luôn cả cho anh chị... đường ống anh chị nhá. Rồi, lô đất này thì sổ sách đầy đủ, anh chị mua thì công chứng luôn, chủ nhà lo tất cả các khoản thuế phí. Giá mong muốn bán là 1.3 tỷ, giá thương lượng chính chủ anh chị ha. Đất này thì thuộc xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Đất là khu dân cư. Thuộc xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Anh chị mua bán hay là quan tâm thì liên hệ để đi xem và chốt nha.